Trong tập trước, Manchester United đã thi đấu 3 vòng đấu còn lại của mùa giải. Đầu tiên là trận chung kết với Man City trên sân vận động Etihad. Bàn thắng muộn của Federico Cadiglu đã giúp cho Quỷ Đỏ rời sân vận động của đội bóng kình địch với 3 điểm trong tay, qua đó gần hơn với danh hiệu vô địch. Ở vòng đấu sau đó, Quỷ Đỏ làm khách trên sân vận động City Ground của Nottingham Forest. Bàn thắng ở phút thứ 70 của tiền đạo Thales Magnu đã giúp cho đoàn quân của Holleven Guinole có được 3 điểm trong tay và chính thức trở thành nhà vô địch của mùa giải này. Rồi anh em ơi, tập trước thì chúng ta đã là nhà vô địch của Ngoại hạng Anh rồi. Mặc dù hơi hụt hẫng khi mà không có cảnh nâng cúp. Mình cũng không hiểu lý do vì sao mà không có cảnh nâng cúp Ngoại hạng Anh. Ở tập đấu vừa rồi khi mà mình xem lại video ấy thì không có một tình huống mà mình skip anh em ạ. Ở trận đấu với Bournemouth khi mà chúng ta có được 3 điểm trên sân của đội bóng này thì ở những cảnh cuối cũng không có cái, chỉ có cảnh ăn mừng của các cầu thủ thôi, không có cảnh nâng cúp. Và mình đã nghĩ là việc trở về sân nhà Old Trafford ở vòng đấu hạ màn của mùa giải thì chúng ta sẽ có cảnh nâng cúp, nhưng cũng không nốt, tương đối khó hiểu anh em ạ. Thôi chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua cái vấn đề đó để hướng tới tập đấu cuối cùng trong series tái thiết Quỷ Đỏ cùng với huấn luyện viên Guinole. Chúng ta sẽ hướng tới danh hiệu mà chúng ta hằng mơ ước suốt rất nhiều những series rồi, đó là UEFA Champions League anh em ạ. Và đối thủ của Man United tại trận đấu cuối cùng của cúp tay vòi đó là Juventus anh em ơi. Rồi bây giờ thì chúng ta cũng sẽ tìm kiếm hay là thống kê lại cặp bán kết. Man United đã đánh bại Paris Saint-Germain với tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận. Trong khi đó với Juventus thì đội bóng có biệt danh là ba đấm già thành Turin cũng đã đánh bại Arsenal với tổng tỷ số là 3-0 một cách vô cùng tuyệt phục để góp mặt tại trận đấu cuối cùng của UEFA Champions League. Rồi, chúng ta sẽ họp báo ở trận đấu trước trận chung kết UEFA Champions League nào. Huấn luyện viên Guardiola cũng sẽ hoàn tất cho mình một trận nhiều nữa trong bộ sưu tập của mình khi mà dẫn dắt Quỷ Đỏ. Rồi, câu trả lời câu hỏi đầu tiên đó là Are you boy going to the double? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các học trò của bạn có thể hoàn tất cú đúp danh hiệu mùa giải năm nay không, khi mà chúng ta đã có được danh hiệu Ngoại hạng Anh rồi. Tất nhiên là chúng ta sẽ không tính luôn danh hiệu siêu cúp Anh anh em nhé. Ok, mình sẽ trả lời đó là the play no was expected of them đi. Các cầu thủ biết hy vọng đến từ người hâm mộ lớn như thế nào và họ cũng đặt mục tiêu đó là giành được tất cả những danh hiệu. Câu hỏi tiếp theo đó là các bạn sẽ đối đầu với Juventus tại trận chung kết, một bóng rất mạnh mùa giải năm nay, và sẽ có một kết quả tốt dành cho các bạn hay không? Ok, và đây là câu hỏi đó là either finish and is here. Mình hiểu nôm na nó chính là có sự chênh lệch đến từ hai đội bóng hay không. Ok, mình nghĩ là is the same for both team đi. Khi mà việc góp mặt tại trận đấu cuối cùng thì đội bóng nào cũng rất mạnh hết, đội bóng nào cũng mạnh và đội bóng nào cũng đáng để chúng ta tôn trọng anh em ạ. Câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi gì đây? Are you looking for more goals today? Sẽ có nhiều bàn thắng ở trận đấu ngày hôm nay hay không? I just want to my last to win. We got in us for sure. Chúng tôi sẽ có bàn thắng hay là đại loại chúng tôi sẽ ghi bàn và giành được cúp mang về, hoặc là we go into every game with the same attitude đi. Được không anh em? Ok, rất căng đấy. Đây cũng sẽ là trận đấu mà mình sẽ không cắt, mình sẽ để full luôn anh em nhé. Mình sẽ không cắt highlight đâu, mình sẽ để đá full luôn. Rồi, như vậy thì sân bóng sẽ tổ chức trận chung kết sẽ là sân vận động tại thủ đô Berlin của nước Đức, Olympic Station. Sân bóng quen thuộc với những người hâm mộ nào đã từng xem World Cup 2006. Trận đấu giữa Manchester United và Juventus, danh hiệu Champions League luôn là một trong những danh hiệu danh giá bậc nhất cấp câu lạc bộ tại lục địa già và mọi cầu thủ đều muốn có được. Một trận đấu sẽ vô cùng căng thẳng, màn đối đầu giữa huấn luyện viên Guardiola cùng với huấn luyện viên Massimiliano Allegri. Bầu không khí đang vô cùng căng thẳng và chúng ta sẽ bước ngay luôn vào hiệp 1 của trận đấu này nào anh em ơi. Đây là Bruno Van der Ven cùng với Eric Consa. Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Guardiola sẽ sử dụng cặp đôi trung vệ đó là Consa và Van der Ven thay vì Lacroix hay là trung vệ Antonio Silva. Trận đấu này thì Quỷ Đỏ cũng sẽ không thể có được sự phục vụ của hậu vệ bên trái Alphonso Davies, cầu thủ đã gặp thẻ ở dính thẻ đỏ trong trận đấu với Paris Saint-Germain tại bán kết, và người thay thế vẫn sẽ là hậu vệ người Thổ Nhĩ Kỳ Federico Cadiglu. Pha lên bóng đầu tiên của Quỷ Đỏ không được, một tình huống không biết là sút hay là chuyền đến từ đội trưởng Bruno. Trong khi đó thì bên phía Juventus thì họ mặc dù ở những mùa giải vừa qua thì Juventus không thực sự quá ổn, họ luôn gặp những vấn đề lục đục nội bộ. Tuy nhiên đây là mùa giải mà đoàn quân của Allegri đang băng băng về đích một cách rất lì lợm và cũng rất đáng để ghi nhận. Quả đá biên dành cho Man United. Đây là bầu không khí đến từ các cầu thủ viên của Juve. Bruno. Pha đi bóng của Bruno, vẫn là Bruno này, quả tạt bóng vào. Đây rồi, đánh đầu. Vẫn còn, và 1-0 dành cho Man United rồi. Phút thứ 11 và Quỷ Đỏ đã vươn lên dẫn trước Juventus. Và đó là tiền vệ Kvaratskhelia. Bàn thắng đến rất sớm dành cho Quỷ Đỏ anh em ơi. Chúng ta một lần nữa xem lại pha mở tỷ số của Man United. Xuất phát từ tình huống cố gắng đưa bóng vào của Bruno Fernandes,
Người đánh đầu có vẻ như là tiền vệ Bruno Guimarães. Bóng đã chạm vào một cầu thủ bên phía Juventus và đá đúng vị trí của Kvaratskhelia. Mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn với cầu thủ người Croatia khi mà khung thành gần như bỏ trống. Đây là bàn thắng thứ 6 của cựu cầu thủ Napoli tại Champions League mùa giải năm nay. Một phong độ rất cứng của cầu thủ mang áo số 10. Bây giờ thì Juventus sẽ buộc phải đẩy cao đỉnh lên. Họ đã nhận gáo nước lạnh ngay ở phút thứ 12 của trận đấu. Moskin, Locatelli, Vlahovic và lấy bóng của Eric Conza. Conza, Garnacho, không phải Mason Greenwood mà Garnacho đang là cái tên đá ở hành lang cánh phải theo hướng tấn công của Quỷ Đỏ. Kim Bông, đây ơi, không được. Đây là tiền vệ, đây là Gaiti, hậu vệ bên trái của Juve. Chiesa, Rabiot. Tình huống lợi thế dành cho Juve, Rabiot. Vâng, có vẻ như sân vận động Olympic Station cũng là một trong những sân bóng mà các cổ động viên của Juventus cũng đã có những ký ức buồn khi mà đây là sân bóng mà Juventus đã để thua Barcelona tại trận chung kết Champions League, mình nhớ không nhầm là mùa giải 2016 thì phải anh em ạ. Bruno, Garnacho, cánh bên kia đang rất thoáng, đó là Kvaratskhelia. Kvaratskhelia đứng bóng một rất ngon, vẫn là Kvaratskhelia, đường chuyền dành cho Garnacho. Garnacho dứt điểm ngay và một tình huống cứu thua của thủ môn Gorzechny. Và phạt góc có vẻ như là đầu tiên ở trận đấu này và nó thuộc về Quỷ Đỏ. Người thực hiện vẫn sẽ là đội trưởng Bruno Fernandes. Chúng ta sẽ cố gắng để chờ đợi nào. Những tình huống cố định luôn là vũ khí mà Quỷ Đỏ đang cực kỳ nguy hiểm. Ui, một tình huống cứu thua của Gorzechny. Người vừa dứt điểm có vẻ như là tiền đạo Arthur Dobik. Kadioglu, và để mất bóng của Kadioglu, người lấy bóng đó là tiền vệ Adrien Rabiot, một trong những cái tên cũng tương đối thì có những mối quan hệ với Man United ở những mùa chuyển nhượng. Locatelli dứt điểm, đó là pha ra chân của tiền đạo Dusan Vlahovic. Đây là pha dứt điểm đầu tiên của cầu thủ Juve. Không có một khó khăn nào dành cho Areonara. Đi bồng, Garnacho, Bruno. Tình huống phất bậy của Bruno nhưng không được. Đã có tình huống phạm lỗi của Garnacho với Federico Chiesa. Như vậy thì quả phạt dành cho cao thủ Quỷ Đỏ anh em ạ. Chiesa mới là cái tên phạm lỗi với Garnacho. Phút thứ 35 rồi. Tiến vòng. Conza. Đây là Guimarães. Garnacho. Quả đưa bóng vào dành cho Dobik và lắp cái đầu khá nhanh của tiền đạo người Ukraine. Thêm một quả góc nữa dành cho Quỷ Đỏ. Quả phạt góc thứ 3 của Quỷ Đỏ rồi. Đánh đầu, Garnacho dứt điểm. Đó là pha ra chân đến từ tiền vệ Bruno Guimarães. Đây chính là huấn luyện viên Massimiliano Allegri, thuyền trưởng của Juve. Bremer khá mất bóng của Danilo. Kvaratskhelia để bóng dành cho Garnacho. Garnacho động tác giả. Garnacho dứt điểm, không được. Chiesa đang phải lùi về rất sâu để có thể nhận bóng và triển khai dành cho cao thủ Juve. Rabiot, Chiesa, ui, Chiesa vượt qua được Phim Pong rồi. Chiesa, bây giờ là Phim Pong đối đầu với Chiesa. Rabiot vẫn là Chiesa, hay quá. Đó là tình huống hỗ trợ phòng ngự đến từ tiền vệ Bruno Guimarães. Phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1 và Juventus mới nhận được quả phạt góc đầu tiên dành cho mình. Đang có những sự chỉ đạo đến từ Massimiliano Allegri. Đây sẽ là pha bóng cuối cùng của hiệp 1. Người thực hiện đó là tiền vệ Mikel Merino. Đánh đầu, vẫn còn Danilo. Vẫn là Danilo. Ui, Danilo để mất bóng rồi. Phá bóng lên. Hiệp 1 khép lại. Trọng tài đã nổi tiếng còi để kết thúc 45 phút đầu tiên tại trận chung kết UEFA Champions League mùa giải năm nay. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 dành cho Quỷ Đỏ.
với người ghi bàn thắng duy nhất, đó là Kvaratskhelia. Chúng ta sẽ nghỉ khoảng 15 phút để bước vào hiệp đấu thứ hai nhà mời. Chúng ta sẽ quay trở lại với sân vận động Olympic Station để quay trở lại với hiệp đấu thứ hai trận chung kết UEFA Champions League, trận đấu giữa Man United và Juventus. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 và Quỷ Đỏ đang là cái tên hưởng lợi thế sau giờ nghỉ. Juventus sẽ cần phải đẩy cao đỉnh lên, họ cần phải tổng lực nếu như không muốn vượt mất trước vô địch Champions League. Rabiot, và để mất bóng của Rabiot. Locatelli. Đây là tiền đạo Jorguea. Merino. Guaya. Merino, khoảng trống đang lộ rõ và dứt điểm nguy hiểm của tiền vệ Mikel Merino. Sự thay đổi người đầu tiên và Juventus thực hiện ở hiệp 2. Tiền đạo trẻ Timothy Guaya được rút ra nghỉ và người vào sân đó là cầu thủ mặc áo số 11 Philip Kostic. Con trai của cựu tiền đạo Jorge Guaya đã có một trận đấu tương đối vô hại và lấy bóng của Garnacho. Nhưng tình huống đưa bóng lại cũng không tốt của Garnacho. Vlahovic. Vlahovic không được. Đó là tình huống phòng ngự tốt của con xả. Bruno. Atomovic. Guimarães. Kvaratskhelia. Kadioglu. Ui không được. Tình huống mà Atomovic có ý tưởng chọc một quả khe dành cho pha di chuyển xuống của Bruno Guimarães nhưng không thành. Chiesa. Danilo. Chiesa. Locatelli. Hay. Đó là Casemiro. Bruno. Bruno làm gì? Bruno chuyền bóng cho Kvaratskhelia đi bóng. Kvaratskhelia. Vẫn là cầu thủ người Georgia. Kvaratskhelia dứt điểm ngay. Cú đá không khó dành cho Gorzechny. Ui 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 ui. Tình huống mà Konsa đã chuyền về tương đối mạo hiểm. Moskin, ui tôi xong rồi. Moskin nguy hiểm. Một thoáng thoát tim dành cho các Manusian. Quả phạt góc dành cho Juve. Và người sẽ thực hiện quả phạt góc này đó là tiền vệ người Tây Ban Nha Mikel Merino. Đây có vẻ như là quả phạt góc đầu tiên dành cho bàn đấm xa thành Turin thì phải. Liệu có một biến số nào xảy ra ở tình huống phạt góc này hay không? Đây là quả phạt góc thứ hai nhưng mà không phải là quả phạt góc đầu tiên của Juve đâu. Rồi, và lấy bóng đến từ vị trí của Bruno Guimarães. Ping pong. Đang tương đối neo người ở phần trên của Quỷ Đỏ, Garnacho. Đang chờ đợi sự di chuyển đến từ các đồng đội. À, Garnacho xoạc rồi, bắt đầu xoạc đến từ cao thủ Juve rồi. Con xa. Ping pong, bây giờ cầm bóng thật chắc nào. Phục dù. Tình huống đổi sang cánh dành cho Federico Cadiglu tương đối khó dành cho Cadiglu nhưng anh vẫn làm được. Van der Ven. Bruno Guimarães. Ui, tình huống chuyền bóng hơi nhẹ dành cho Alexander Garnacho. Chiesa. Phút thứ 74 rồi. Thời gian càng trôi đi thì các cổ động viên của Manusian, các cổ động viên của Quỷ Đỏ sẽ lại hứng khởi hơn, nhưng đó sẽ là sự đối lập đến từ các Juventini. Họ sẽ càng sót ruột hơn nếu như thời gian cứ trôi mãi như thế này. Và là Hovic. Merino, quả tắn băng vào. Không được. Bây giờ là pha lên bóng dành cho Quỷ Đỏ. Casemiro. Dobic. Ui. Tình huống theo bài của Dobic. Đây là Philip Kostic. Kostic đối đầu với Kadioglu. Kostic vượt qua được Kadioglu rồi. Kostic làm gì? Kostic chưa kịp truyền thì Kadioglu đã thực hiện một tình huống xoạc trung bóng thành công. Hai người nữa đến từ Juve. Manuel Locatelli rơi sân để nhường chỗ cho cựu tiền vệ Aston Villa Douglas Luiz. Bên phía Quỷ Đỏ thì vẫn chưa thay người khi mà bộ khung trên sân vẫn đang thi đấu rất ngọt, dẫn thi đấu rất tốt anh em ạ. Chiesa. Quả tạt bóng vào của Chiesa nguy hiểm. Như vậy là một đều dành cho Juve rồi. Một đều rồi. Và đó là tiền vệ Mikel Merino. Trời đất ơi, Quỷ Đỏ đã nhận bàn thua ở phút thứ 82 anh em ạ. Một tình huống phối hợp phạt góc. Chiesa thực hiện một tình huống tạt bóng cũng tương đối ảo ma Canada. Và ở khu vực phía trong thì trung vệ Mickey Van Der Ven đã chọn sai điểm rơi.
Còn với Mikel Merino thì anh đang là người hùng của Juventus ở trận đấu này. Bây giờ thì thế trận đã quay về với vạch xuất phát 1-1 rồi. Van der Ven, Pim Pong, không dù. Đây là Fedi Kadioglu. Van der Ven, nào, lỗi rồi. Tình huống xoạc đến từ Vlahovic và tấm thẻ vàng dành cho tiền đạo người Séc Bỉ. Có lẽ sẽ có những sự thay người thôi. Liệu huấn luyện viên Guidole sẽ có những sự điều chỉnh như thế nào hay không? MU vẫn chưa thay, nhưng Juventus sẽ thay cái tên tiếp theo. Như vậy thì tiền đạo mặc áo số 29 Kayo Jaeger cùng với tiền đạo Milik sẽ vào sân để thay thế cho hai cái tên đã xuất phát ngay từ đầu, đó là Vlahovic và Moskin. Kadioglu, tình huống đổi sang cánh của Phim Bông. Con xả Garnacho. Bruno, đây rồi Dobic, đây rồi. 2-1 rồi anh em ơi. Bàn thắng đến một cách quá nhanh. Quỷ đỏ một lần nữa vươn lên dẫn trước Juventus tại trận chung kết C1. Và đó là đội trưởng Bruno. Bàn thắng được ghi ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2. Không hề có lỗi việt vị của Kvaratskhelia. Cầu thủ người Georgia cũng rất đồng đội khi căng ngang thay vì dứt điểm ngay. Và anh đã thành công với quyết định đó. 2-1 dành cho Man United. Và chiếc vô địch tai voi đang ngày càng gần hơn với thầy trò huấn luyện viên Guidole. Bàn thắng ở trận đấu này là bàn thắng thứ hai của Bruno tại Champions League mùa giải năm nay. Nhưng đây sẽ là bàn thắng quan trọng nhất có lẽ là trong sự nghiệp của đội trưởng Bruno luôn. Phút thứ 91. Và có lẽ là dấu chấm hết dành cho Juventus rồi. Hết giờ luôn. Và quỷ đỏ sẽ là nhà vô địch của Champions League mùa giải năm nay anh em ơi. Và cũng là một khung cảnh tương đối đối lập giữa các cổ động viên của Man United và các cổ động viên của Juventus. Hai đối lập. Chúng ta có thể thấy hai cảm xúc khác nhau, một bên ở đáy và một bên đang ở trên đỉnh. Đây cũng sẽ là danh hiệu tiếp theo trong bộ sưu tập của huấn luyện viên Guidole và cũng sẽ là danh hiệu cuối cùng để khép lại hành trình trong series tái thiết quỷ đỏ cùng với Guidole anh em ạ. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng với mình xuyên suốt series của quỷ đỏ. Và cũng cảm ơn anh em khi đã có những nhận xét, những góp ý chân thành để mình có được những video, có được những sự điều chỉnh tốt nhất và giúp cho anh em có một những video xem thực sự là chất lượng nhất. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và tất nhiên rồi, sau khi end series của tái thiết quỷ đỏ, chúng ta sẽ hướng tới rất nhiều những series nữa. Và một lần nữa thì xin chúc mừng Manchester United. Chúng ta là nhà vô địch của Champions League mùa giải năm nay. Quá cảm xúc đúng không anh em? Rất cảm xúc. MU đã đợi hơn 15 năm. Chính xác hơn mình không biết tính nữa, nhưng mà lần gần nhất mà quỷ đỏ vô địch Champions League đó là 2008. Và ở trong game ở mùa giải năm nay đó là 2015 anh em ạ. 17 năm. Gần 20 năm thì quỷ đỏ một lần nữa được sờ vào chiếc cúp tai voi. Và những hình ảnh này sẽ một lần nữa đọng lại trong ký ức của các cổ động viên Man United trên kênh Win Gaming. Xin chúc mừng quỷ đỏ anh em ơi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tổng kết mùa giải năm nay, tổng kết những gì mà chúng ta đã đạt được, tổng kết và cũng như là điểm qua những thông số của những giải đấu như Ngoại hạng Anh, FA Cup, Championship, chính xác hơn là Champions League, Europa League, để xem ai là vua phá lưới và ai là vua kiến tạo anh em nhé. Đầu tiên là Ngoại hạng Anh đi, thì cái tên giành được danh hiệu vua phá lưới đó là tiền vệ Martinelli
của Arsenal với 24 bàn sau 38 trận, đá full 38 trận luôn và có được 24 bàn. Trong khi đó thì tiền đạo Erling Haaland xếp vị trí thứ hai với 23 bàn anh em ơi. Xếp tiếp theo đó là Maddison của Tottenham Hotspur cùng với Richarlison đều có 19 bàn này. Ezebi Ije của Palace với Nunes của Liverpool có được 17 bàn. Tiếp theo đó là Salah, Rashford, Dobic, Furuhashi và Pugosaka lần lượt của Liver, của Man United, của West Ham và Arsenal đều có cho mình 16 bàn. Tiếp theo đó là Watkins của Villa có 14 bàn. Rồi là tiền vệ Rico Reich của Everton 14 bàn. Davy của Newcastle cùng với Havelius của Newcastle của Brighton có cho mình 13 bàn anh em ạ. Như vậy thì trong top 10 thì chỉ có duy nhất một cầu thủ của Man United góp mặt ở danh hiệu vua phá lưới, đó là tiền đạo Arthur Dobic với 16 pha lập công. Trong khi đó thì tại danh hiệu vua kiến tạo thì Man United có cái tên chiêm trệ ở vị trí đứng đầu, đó là đội trưởng Bruno Fernandes với 20 tình huống kiến tạo cho đồng đội với 31 trận thôi. Khác hẳn với những cái tên xếp phía sau thì Bruno chỉ thi đấu 31 trận tại Hoàng Anh, nhưng cầu thủ này đã bỏ cho mình tới 20 tình huống kiến tạo cho đồng đội, hơn tới 9 đường kiến tạo với cái tên xếp thứ hai, đó là tiền vệ Martin Odegaard của Arsenal với 11 tình huống kiến tạo cho đồng đội. Erling Haaland ghi bàn hay và kiến tạo cũng rất giỏi, khi mà tiền đạo người Na Uy có cho mình 11 tình huống mớm bàn dành cho đồng đội. Tiếp theo đó là Sterling của Chelsea này, Kvaratskhelia của Quỷ Đỏ cũng có cho mình 10 tình huống kiến tạo ở mùa giải năm nay. Martinelli có cho mình 10 kiến tạo luôn. Tiếp theo đó là Maddison này, EJ này, Rashford này, Richarlison, Kulusevski, Broadway, Salah, Berama và Martin đều có cho mình lần lượt 9, 8 và 7 tình huống kiến tạo cho đồng đội. Tiếp theo đó là thông số về danh hiệu thủ môn giữ trắng lưới anh em ạ. Thì Man United có một cái tên và giống với tình huống với danh hiệu kiến tạo thì đó là thủ môn Andre Onana của Man United xếp đầu luôn với 16 trận đấu giữ sạch lưới sau 38 trận đấu. Tiếp theo đó là Vicario của Tottenham với 11 trận, Ederson của Man City có cho mình 10 trận, Alisson của Liver có 9 trận, Big Four, Henderson, Vlachodimos, Martinez của môn Silva của West Ham, Robert Sanchez của Chelsea, Ramsdale của Arsenal, Daniel Quốc của Leicester, Freken của Brentford, Dubravka của Newcastle và Stratkosa cũng của Brentford luôn. Chúng ta đã có cho mình hai cầu thủ là giành được danh hiệu anh em ạ, giành được danh hiệu cá nhân đấy. Bruno với danh hiệu kiến tạo và Onana với găng tay vàng anh em ơi. Rồi bây giờ sẽ đến buổi đi bão anh em ạ, buổi diễu hành tại các con đường ở thành phố Manchester. Hai danh hiệu Ngoại hạng Anh và Champions League. Đây sẽ là hai danh hiệu của đoàn quân huấn luyện viên Cunele của mùa giải năm nay. Tất nhiên là đây là hai danh hiệu sau FA Cup, Carabao Cup và Community Shield anh em nhé. Chúng ta đã có cho mình 5 danh hiệu rồi, hoàn tất bộ sưu tập cũng rất hoàn hảo rồi đúng không anh em? Ok, thì những hình này sẽ cũng sẽ thay cho lời kết và chúng ta sẽ chính thức kết thúc series tái thiết Quỷ Đỏ cùng với huấn luyện viên Cunele anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều khi mà đã đồng hành cùng mình xuyên suốt series. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những series tiếp theo trên kênh của Win Gaming.